Chào 500 anh em Thái Bình nhá. Ấy, con này diều 3m7. Nhìn chưa? Đấy. Con này là gần như kiểu là mới tinh luôn đi. Mới tinh tình tình đi, mang nó thả phát đầu tiên. Đó rất là đẹp nhé. Đâm từ đây ra kia là lên kìa. Chưa? Hoành tráng chưa? Gió này đâm thẳng kia là lên chứ nhỉ? Đâm chéo chéo đi cho nó. Ra cái đâm thẳng vào kia kìa. Đâm này tí nó tạt gió lại xuống. Ba mét bảy cá bẹn cộng quả cộng ba nhỉ, d bao nhiêu đấy, d 70 à, 80 à. Con này bây giờ ra chơi phát đầu tiên nhá anh em nhá. Đấy, gần như kiểu là lấy vợ là phá trinh lần đầu tiên đấy, vừa hoàn thiện xong test luôn, mới leng keng luôn đây. Gió rất là đẹp vừa luôn, trời vừa mưa xong đấy, anh em nhìn nước dưới mương kia vẫn còn đục ngầu ngầu kìa. Đấy, nhạc chưa, rất hoành tráng. Đấy, anh em thấy chưa? Con này phát ẩn ngay. Cứ đâm cho nó mất mũi đi. Con này vẽ nó vào giữa bụng con bò kìa. Nó bước qua rồi đấy. Sao đây? Hả? Áo gì? Áo Phạm Văn Nam á? Áo Phạm Văn Nam là áo gì? Đây, áo xịn nhá. 400.000 mét đấy. Đấy, nhìn chưa? Rất hoành tráng. Rất kinh kinh khủng luôn. Cái hình này hình gì ấy nhỉ? Lên luôn. Đâm hiệu lên nhá anh em nhá. Kinh khủng chưa? Đấy. Phát ăn ngay. Nói chung là diều lắp ghép này thì hầu như là phát ăn luôn. Khung lan nó đã quá chuẩn rồi.